bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Xa khơi khi mà trời đang sông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Mình cũng nói luôn là ước mơ của mình hồi bé ngoài trừ đá bóng ra mình cũng ước mơ nhà tắm mẫu tóc, nhưng mà vì sau này tóc này nó không phát triển nữa thì thôi mình đẹp được con đường đấy rồi, nên tóc mình có mọc hay không ở đấy thì mình cũng không biết, nó tùy thuộc vào cái số tiền mình kiếm được, nên mình đang hy vọng là mình kiếm được nhiều tiền nên khả năng mình sẽ để nó chọc hẳn nếu mà suy nghĩ về tóc. Mấy anh di chuyển nhanh ra xe bởi vì đối với em và toàn đội bây giờ thì cảm thấy hơi tiếc nuối. Đây là trận tốt nhưng mà bọn em nghĩ là bọn em còn có thể làm được. Tao sẽ tìm được phương bút cho bố chưa? Chưa. Tao tìm mấy thuốc sinh lý.
lối khi gàn. Hợp đồng tiền đề buôn bán không hẹn thì không đi đến thiên đàng. Mama luôn muốn con sống an toàn mà con luôn phải đang mang. Chúng ta nhìn thấy châu quả da vàng, con không thể đâu hàng. Vì lần cuối cùng đừng nắm tay em bước qua cặp nẻo đường ngầm, buồn chặt bờ vai em như quên cả đầu tiên em đến. Anh cất nụ cười người và trang kỷ niệm như em vẫn còn bên anh. Vậy nên nay xóa đi phiền lo anh buồn vây. Tối hôm đấy em đi trượt chân ngã vào nằm đấm của vợ em.